Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 10, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, còn Kon Tum có 20 ca mắc, trong đó có ca bé gái mới 20 ngày tuổi. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 1 tháng 11 đến 10 giờ ngày 2 tháng 11, Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 2.265 người, ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, còn 48 mẫu của 146 người nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm lại. Tính từ ngày 26 tháng 4 đến 10 giờ ngày 2 tháng 11, Gia Lai ghi nhận 1.891 người nhiễm SARS-CoV-2. Tỉnh cũng quyết định thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 2 với quy mô ban đầu là 400 giường và sau đó nâng dần lên là 800 giường. Tại tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong số này có một trường hợp là bé gái 20 ngày tuổi. Mẹ của bé gái này là F0 có kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm 31 tháng 10. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 276 trường hợp mắc COVID-19. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu nóng trở lại ở nhiều tỉnh thành. Tất cả chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện 5K, không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh để COVID-19 sớm được đẩy lùi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.